Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn có những thông tin cập nhật và hữu ích để mang cả thế giới đến với ngôi nhà của quý vị. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Hiếu, sinh năm 2007, trú tại thôn Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, và Lâm Ngọc Thiện, sinh năm 2008, trú tại thôn Ái Quốc, xã Hợp Tiến, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, về tội cướp tài sản. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 13 tháng 9 năm 2024, anh Lầu Mỹ Dình, sinh năm 2005, trú tại thôn Nà Mu, xã Mậu Long, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way Alpha màu đen, biển kiểm soát 23AI00686, đi đến khu vực trước cổng công ty Rangway thuộc khu công nghiệp Yên Mỹ 2 thuộc thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, đón bạn đi làm về, thì có 3 thanh niên, 2 nam 1 nữ không rõ tên tuổi địa chỉ, nhớ anh Dình trở về phòng trọ ở thôn Đỗ Xá, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Anh Dình đồng ý và chở 3 người về phòng trọ. Sau khi để bạn nữ ở lại, 2 nam thanh niên tiếp tục nhớ anh Dình chở đến một phòng trọ khác không nói rõ địa chỉ ở đâu. Lúc này, một thanh niên điều khiển xe mô tô của anh Dình chở anh Dình ngồi giữa và 5 thanh niên còn lại ngồi sau. Đến đoạn đường G5, khu công nghiệp Phố Nôi A thuộc địa phận xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, 2 nam thanh niên sử dụng dao nhọn mang theo sẵn để đe dọa, cướp chiếc xe mô tô của anh Dình rồi phóng xe tẩu thoát và vứt lại con dao ở rễ cỏ ven đường. Ngày 14 tháng 9 năm 2024, anh Dình đến cơ quan công an huyện Yên Mỹ để trình báo sự việc trên. Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm đã tập trung lực lượng tiến hành các biện pháp điều tra xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã làm rõ Hiếu và Thiện là các đối tượng đã cướp xe máy của anh Dình. Sau khi cướp được chiếc xe máy của anh Dình, các đối tượng đã tháo biển số rồi mang đi bán với giá 3 triệu đồng, sau đó chia nhau tiêu xài hết. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vừa khởi tố và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Đinh Thị Thơm, sinh năm 1976, trú tại xã Dân Tiến, huyện Quang Châu, tỉnh Hưng Yên, Hoàng Văn Hùng, sinh năm 1990, Trần Công Hoàn, sinh năm 2000, Trần Công Dung, sinh năm 1991, Trần Công Tuấn, sinh năm 1996, cùng trú tại thôn Xuân Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 5 năm 2024, do không có nghề nghiệp ổn định, nhóm đối tượng gồm Hùng, Hoàn, Dung và Tuấn đã lên kế hoạch lừa đảo. Chúng sử dụng các số điện thoại rác, SIM không chính chủ, gọi ngẫu nhiên đến nhiều người để tìm kiếm nạn nhân. Sau khi có người nghe máy, các đối tượng tự xưng là nhân viên của Viettel và thông báo nạn nhân đã trúng thưởng những phần quà lớn như tiền mặt và xe máy SH trong chương trình tri ân khách hàng của công ty Viettel. Để tạo lòng tin, các đối tượng liên tục đưa ra những thông tin gian dối về các giải thưởng lớn và yêu cầu nạn nhân phải nộp một số tiền dưới hình thức mua thẻ cào điện thoại để đóng phí và làm thủ tục nhận thưởng. Sau khi nạn nhân mua thẻ và cung cấp mã thẻ cho các đối tượng, chúng nhanh chóng chuyển các mã thẻ này cho Đinh Thị Thơm để bán và chia nhau số tiền chiếm đoạt được. Từ năm 2022 đến nay, theo báo cáo của Công an tỉnh Hưng Yên, đã tiếp nhận nhiều tố giác tin báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bị hại trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Không chỉ là những người ít hiểu biết pháp luật, không dành công nghệ, mà còn có nhiều người đã và đang làm trong cơ quan tổ chức của nhà nước, đang kinh doanh am hiểu công nghệ thông tin. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, nổi lên là giả danh cơ quan tố tụng giới thiệu việc nhẹ lương cao, kêu gọi đầu tư tài chính trên các trang web bán hàng, công ty tài chính, thậm chí rất nhiều vụ lừa đảo kép, bị hại bị lừa đảo nhiều lần trong một vụ. Dự báo trong thời gian tới, loại tội phạm này sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng gia tăng, với nhiều hình thức lừa đảo mới, nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp, với nhiều thiết bị công nghệ mới. Từ tình hình trên, để tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và tuyên truyền phổ biến sâu rộng, giúp người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác kỹ năng cho quần chúng nhân dân về phương thức thủ đoạn và biện pháp phòng ngừa ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ngày 27 tháng 9 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn số 2856 về việc mở đợt cao điểm tuyên truyền phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Theo đó,
Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người lao động về luật bảo vệ an ninh mạng, đấu tranh, phòng chống với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tuyên truyền phổ biến sâu rộng, giúp người dân nâng cao nhận thức, cách nhận diện, kỹ năng, phương thức, thủ đoạn của các chiêu lừa đảo trên mạng, kết hợp đồng bộ nhiều phương pháp tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các kênh sóng của đài báo, xây dựng các bài viết phóng sự, video clip ngắn gọn, dễ hiểu, đưa thông tin nhanh nhất đến mọi người dân, tuyên truyền trực tiếp tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt của cơ quan đơn vị, tổ chức phát tờ rơi đến các hộ gia đình, kẻ băng rôn, khẩu hiệu, tạo hình ảnh trực quan sinh động, dễ hiểu, dễ nhận biết, dễ ghi nhớ, hướng tới người dân. Ngày 30 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên quan đến cả người nước ngoài trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước. Theo hồ sơ vụ việc, tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin trình báo của bà Võ Thị B, chú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam và một số người dân trên địa bàn tỉnh về việc bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 19 tháng 9 năm 2024, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng liên quan gồm Huỳnh Ngọc Tuấn, thường trú ở Phú Ninh, Quảng Nam, Trần Thị Thu Trang, thường trú ở Đắk Lắk và một đối tượng mang quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc đang ở tại chung cư trên địa bàn quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Qua đấu tranh khai thác nhanh với các đối tượng trên, ngày 22 tháng 9 năm 2024, các cơ quan chức năng tiếp tục bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Toàn, thường trú thành phố Hà Nội, Tôn Huy Tặng, thường trú huyện Núi Thành, Quảng Nam. Tổng tăng vật tài liệu tạm giữ gồm 4 xe ô tô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 7 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, có 3 thẻ Trần Thị Thu Trang khai mua trên mạng, 3 thẻ công tác truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO thẻ giả, 2 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, cùng một số trang sức, hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan. Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn và các đồng phạm lập website tên Godex.line, mục đích làm sàn giao dịch. Nhóm này tổ chức hội thảo kêu gọi người dân ở nhiều địa phương trong cả nước tham gia đầu tư tiền ảo trên sàn Godex.line. Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Tuấn đóng sàn Godex.line, tức là cho sập sàn, để chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới với tên GTG.global để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com do người Đài Loan, Trung Quốc điều hành. Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy, từ tháng 12 năm 2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch cá cược của riêng Tuấn là hơn 207 tỷ đồng. Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quyết định số 2345 QDNHNN về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, quyết định số 2345 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trong đó, quyết định 2345 yêu cầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các giao dịch chuyển tiền điện tử của cá nhân có giá trị trên 10 triệu đồng hoặc tổng giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử trong ngày vượt 20 triệu đồng phải áp dụng một trong các biện pháp xác thực sinh trắc học. Sau gần 3 tháng triển khai quyết định số 2345, đến nay đã có khoảng 37,4 triệu lượt khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học thành công trong 2 tháng, tháng 7 và tháng 8 năm 2024. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam cho biết, trung bình một ngày có khoảng 25 triệu giao dịch, trong đó có khoảng 1,6 triệu giao dịch trên 10 triệu đồng. Theo đó, hoạt động thanh toán vẫn diễn ra bình thường. Qua theo dõi số liệu báo cáo của các tổ chức tín dụng, số lượng vụ việc lừa đảo mất tiền của khách hàng và số lượng tài khoản có phát sinh nhận tiền lừa đảo ở các đơn vị đã giảm đáng kể. Cụ thể, số lượng vụ việc khách hàng bị lừa đảo mất tiền trong tháng 8 năm 2024 giảm khoảng 50% so với số vụ việc trung bình 7 tháng đầu năm 2024. Số lượng tài khoản nhận tiền lừa đảo trong tháng 8 năm 2024 giảm khoảng 72% so với trung bình 7 tháng đầu năm 2024. Đặc biệt,
một số đơn vị đã không có phát sinh số lượng vụ việc trong thời gian tháng 8 và đầu tháng 9 vừa qua. Cũng theo ông Phạm Anh Tuấn, thời gian qua các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán đã chú trọng phát triển mạnh hệ sinh thái số với các sản phẩm dịch vụ, phương thức thanh toán mới, an toàn, tiện lợi, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp như xác thực định danh khách hàng bằng thông tin sinh trắc học thông qua căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh và xác thực điện tử VNEID, ứng dụng thanh toán bằng thông tin sinh trắc học khuôn mặt, kết nối để thực hiện thanh toán trực tuyến phí lệ phí, thuế viện phí học phí giao thông xăng dầu, đi chợ gọi xe, mua bán hàng hóa dịch vụ gắn với xuất hóa đơn điện tử. Tính đến cuối năm 2023, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đạt 87,08%. Đến nay cả nước có trên 84 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai thanh toán qua internet và 50 tổ chức triển khai thanh toán qua điện thoại di động, thanh toán chuyển tiền qua internet, điện thoại di động QR code đạt được kết quả đáng ghi nhận, thu hút số lượng lớn khách hàng sử dụng.